Xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương. Hôm nay Thúy Trần xin gửi tới quý anh chị và các bạn toàn bộ khung cảnh của buổi mở bán dự án Thăng Long Central City diễn ra vào ngày 23 tháng 1 năm 2021. Vị khách này sẽ nhận được
Cái này cũng liên quan đến Tết ha. Đó là liên quan đến Tết. Đây là một loại trái cây rất là thường được trưng trong ngày Tết ạ. Không ngủ quả thì không thể thiếu loại trái cây này ngày Tết thưa quý vị. Xin mời chúc mừng một vị khách đến từ Chúa Giáo Bình Dương. Tên là Ngô Thị Thơm, cũng là cổ treo đây. Xin được chúc mừng chị Ngô Thị Thơm. Rồi, bây giờ chị đã nhận được một chiếc SH rồi ạ. Và bây giờ đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Đức Lương, tổng giám đốc công ty bất động sản Quốc Việt và ông Chu Thanh Hải ạ, tổng giám đốc của công ty bất động sản Thiên Lan. Vâng ạ, chúng tôi rất vui mừng được chúc mừng cho các bạn Ngô Thị Thơm. Cùng đến với phần quan trọng nhất trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Phần bốc thăm giải đặc biệt một chiếc xe